được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn TM Sky phối hợp tổ chức Trung tâm Đào tạo Vũng Bàn TM Sky, và cũng là nơi đào tạo cho các bạn năng khiếu, tập luyện cho các anh chị em đam mê bóng bàn, qua đó xây dựng một cái đội tuyển bóng bàn năng khiếu phục vụ cho lực lượng bóng bàn của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Và mình là Minh Thới, một trong những founder của Trung tâm Đào tạo Bóng bàn TM Sky. Ngày hôm nay mình rất là vui khi được dẫn các bạn đến xem những cái hoạt động của TM Sky. Nào, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nha. Wow, một pha bóng quá đẹp mắt. Con chơi bóng bàn được bao lâu rồi? Dạ, con chơi bóng bàn được 9 tháng. Con cảm thấy như thế nào trong mỗi ngày tập đi tập của con? Con cảm thấy rất là vui khi mà được đi tập. Con đang có bao nhiêu cái huy chương ở nhà rồi? Dạ, 8. 8 cái huy chương, ôi. Bạn nhỏ của chúng ta chỉ có 8 tuổi thôi. Khi mà con tham gia cho đội TM Sky thì con sẽ thi đấu tốt hơn nữa nha. High five nè. Tất cả các học viên khi tham gia vào chương trình đào tạo của TM Sky sẽ được trải qua quy trình quản lý chất lượng gồm có 9 bước, bao gồm kiểm tra chất lượng đầu vào và cam kết chất lượng đầu ra. TM Sky luôn chú trọng đến chất lượng giảng dạy. Tất cả các giáo án đều được các huấn luyện viên biên soạn một cách rất là chi tiết. TM Sky vẫn luôn luôn tổ chức những cái buổi workshop để nâng cao cái khả năng giảng dạy của các huấn luyện viên. Ai là huấn luyện viên của con? Dạ, huấn luyện viên của con là thầy Phát ba con. Con có thể bật mí một chút xíu về cái người huấn luyện viên đặc biệt này của mình không? Dạ, ba con dạy rất là nghiêm khắc và là một thầy rất là giỏi. Ba con đã giúp con đạt được rất nhiều thành tích. Chi Tường đã có một cái giải đấu rất là thành công tại giải năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Thì trong cái giải đấu đó con được hạng 2. Vậy thì trong tương lai thì Chi Tường sẽ làm điều gì để thay đổi màu huy chương? Cố gắng tập luyện để có thể chắc tay hơn. Giơ tay lên, nắm nóng lên. 1, 2, 3, quyết tâm. Fighting. Phước Thịnh là đã tập bao lâu và người huấn luyện viên của là ai? Con đã tập được khoảng 3 năm và huấn luyện viên của con là thầy Phát. Thành tích mà đặc biệt nhất của con là thành tích gì? Thành tích gì? Các thành phố. Và hiện nay thì TMS tiếp tục nỗ lực để mà đưa những cái chương trình đào tạo đến với những tổ chức giáo dục trong nước nhằm phổ biến, truyền cảm hứng và xây dựng niềm đam mê đối với bộ môn bóng bàn. Trung tâm đào tạo bóng bàn TM Sky rất là mong muốn những nỗ lực không ngừng sẽ đóng góp vào những phần phát triển của bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau.